Hôm nay đến là thăm thầy có gì không con? Dạ, con cứ tình, con cứ hỏi tình đi con, sao được không? Không phải kính bạch thầy, hồi trong năm con có lên để trình thầy, thầy có hứa cho con lên để sắp xếp là thầy cho con nhập chú trên này để nương thầy học đạo tu hành. Hôm nay con sắp xếp xong rồi, con lên trình thầy, thầy cứ ghi lên số cho con ở với nương thầy tu hành. Được không? Dạ. Con ngồi lên đi, rồi thầy. À, đầu tiên thì con lên con tạm ở đây, con sẽ cố gắng con giữ ba cái hạnh con. Ăn ngàn bữa, con ăn được chưa? Được rồi ha. Rồi ngủ thì con sẽ dùng đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, con biết pháp đó chưa? Biết cái pháp thân hành niệm con biết chưa? Biết không? Hai pháp này khi mà ngủ mà nó trong cái giờ mình còn tu tập mà thấy buồn ngủ đó, thì con sẽ đứng dậy con đi kinh hành, con đi nếu buồn ngủ nhiều thì con đi pháp thân hành niệm để cho nó phá cho sạch. Mà khi tỉnh thì con ngồi lại, con ngồi lại con tu tập định niệm hơi thở, con biết định niệm hơi thở chứ. Con tập con giữ ba cái hành ăn ngủ để cho những cái buồn ngủ này cho nó lui bớt, rồi giữ độc cư trọn vẹn, tức là con không nói chuyện chơi với ai hết, nếu cố cho cái thất nợ đó. Sau khi thầy thấy ba cái hành này thắng được mình rồi, thắng được ba hành này sống được rồi, thầy rút ra khi tu tập thầy hướng dẫn đi tới nơi thế giới, có ráng được không? Làm ráng được thì thầy sẽ giúp đỡ tới tu tới nơi tới chỗ, nếu mà không sẽ làm chỗ đốt sự đau khổ, sinh già mình chết, mình chết hồi nào chết, mình sống hồi nào sống, có bệnh thì nghỉ luôn, không có lo lắng gì nữa hết. Nhưng mà phải ba cái hạnh này được thầy mới cho ở gần thầy, mà ba cái hạnh này chưa được thì không cho ở gần, không biết phải tập cho mình. Giờ con đến mà con cứ gần bên thầy mà cứ gục tới gục lui là sao tu được, con hiểu không? Ở đây mấy con tập cho được, không mà. À, đến gần thầy mà ăn ngày bữa không ăn giống thầy sao được, nó quá chết làm sao rồi đó. Rồi gần thầy mà đi nói chuyện này chuyện kia thì đâu được, có hiểu không? Nên vì vậy mà ba hạnh này được thì thầy sẽ từ bất cứ ở trong cái khu vực ở trong chùa này, người nào mà giữ ba hạnh này được thầy rút đi hết, thầy rút đi sống gần bên thầy, thầy hướng dẫn cách thức. Khi mà ba hạnh này lập xong được rồi thì thầy vào thầy dạy với con tu học cách thức xả tâm, rồi tứ niệm xứ, rồi chứng đạt. À, không có gì. Nó đơn giản, bởi vì nó chứng đạo, nó không có cái gì khó mấy con. Giữ được cái tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự. Rồi con về trên này, con ở đây thì con đăng ký là mình tạm dài hạn, coi như là mình tạm trú dài hạn đó. Để mình tạm vắng ở địa phương mình một thời gian dài, ví dụ như 5 tháng, 6 tháng. Trong vòng nếu 1 tháng mà con ở đây giữ đức hạnh thì thầy sẽ rút đi. Rút đi thì mình cũng đăng ký ở tại đây chứ không có gì đâu. Ở cái khu nó hai cái khu mà con. Cái khu mình lập hạnh, còn cái khu mình tu thiền định nè. Thành ra cố gắng con. Còn tu thôi, tu tới nơi tới chốn. Hiện tại là con mới xin thầy con nói con đi nhập thất một phần năm. Không có hỏi đâu, không giống nói vì nếu con nói biết chỗ đây thì thầy cũng đi kiếm về hiện tại giờ rất là khó nhiều mà. Nếu thật thầy con rất cực nhọc cho nên là thầy con muốn biến cứu thôi thì theo ước muốn của con. Bắt con vào nhà nhập thất, con nói thôi giờ con đi kiếm chỗ nào đổi cảnh, đổi tâm để con đi tu với ông giám ở trên này. Con sẽ thầy cái này thôi. Thôi vậy không được. Mà lát thì con có chứng được mấy cái tờ giấy xây dưới là tôi còn mang ra cho mình nhân dân. Thế là tính là con đi lên trên này rồi là con không quay trở về nữa. Khi nào hết đúng hạn 1 năm thì con sẽ xin chuyện đó cho con quay về. Để chỉnh kiến thầy con còn thời gian sau con làm sao hơn nữa cũng chưa có đóng hứa. Bây giờ con tu nếu mà thật sự mà quyết tâm tu trong năm đó thì con sẽ chứng đạt được tâm vô lậu rồi đó. Yên tâm đi, rồi chừng đó là về mà hướng dẫn huynh đệ thầy tổ của mình. Con dùng mong muốn nhận nhà nên thần giáo tự như chị đã cho con lúc biết thân thầy gặp xuống thầy con tu hành với mong con đó. Thôi được rồi con, yên tâm. Thầy sẽ hạnh đó, hạnh ngủ lắm, mình mong ngủ với thầy. Ngủ chứ, mình cho giờ giấc ngủ đàng hoàng con. Ngày 5 tiếng hả? Ừ, ngày 5 tiếng, trưa mình ngủ 1 tiếng thôi. Còn tối thì mình ngủ 4 tiếng, tức là từ 10 giờ đến 2 giờ là khoảng 4 giờ đó. Còn hoàn toàn những giờ khác là phi thời đó. Thì mình tức là mình phải dùng cái pháp mình phá cho sạch ba cái hôn tạm tiền nhân thằng mình tu mới được chứ ngồi cứ lừ biến nó gục lên gục xuống thì không còn tu gì được. Con tác không đi cầm gì, con đi chân hầm thì không cũng thấy được, con thấy hành động mạnh thì nó phá được hả? Đúng rồi, bắt đầu thì phải hành động mạnh, tắt ý to, tắt ý gần giọng mạnh để cho nó phá động mạnh. Cứ như vậy thì mấy con sẽ tu được, cố gắng thì mấy con sẽ vượt qua nó được. Nhất là thầy dặn con đã tu tập rồi, con biết đừng để cho nó lừ đừ, nó ngủ thì nó đã sai rồi. Nó còn tỉnh thì mấy con đã lo đi kinh hành đi, rồi ngồi lại mà nghe nó hơi lặng lặng thôi, hơi thôi chứ chưa có buồn ngủ đâu.
thì lo là đặt mình đứng về mình đi, chỉ có đi nó mới đấy. Mà nếu mình đi hoài mình chịu sao nổi, mình cho nên mình ngồi nghỉ này. Không còn hiểu, cứ mình thay đổi, ngồi chút, chừng khoảng độ chừng 2 phút hay 5 phút mình lo đi. Mà nếu thấy cái giờ đó, lúc đó nó dễ buồn ngủ lắm, thì chỉ 1 phút là mình còn ngồi lại 1 phút là đứng dậy đi. Không còn nhanh chóng đó, kêu là mình chiến thắng dưới giặc không cầm thì nghiêng mà. Cái đó là cuộc mở cuộc chiến đấu đó mà, ráng nỗ lực, thắng cho được. Thắng được thì nó mới tu tập, khi đó mình mới có sức tỉnh để mình xả được cái tâm của mình, cho nó rút ráo nó vào cái tâm của mình. Quan trọng nhất là con tập tỉnh thức. Tập tỉnh thức của mình, quan trọng. Cho nên nó mới có hai cái pháp, một cái pháp đi chánh niệm tỉnh giác, một cái pháp thân hành niệm. Cái pháp thân hành niệm để cái hành động này nó liên tục với hành động kia, nó cán cho nát hết những cái hôn cầm tự nhiên, cố gắng tập hai. Con về tụi con mới chỉ có coi trong sách để mà tập đi tinh thần, để tập thanh hành niệm với tụi con chưa những cái trường giáo một những dẫn để tụi con biết tụi làm cái kinh sách. Nó đơn giản lắm, không có gì đâu. Đi kinh hành con biết không, đi kinh hành mà đi bình thường á thì mình đi như thế này, đi bình thường mình cũng đi như thế này, mình đi như thế này, mình đi mình nói một chút. Chứ mình đừng đi cúi đầu về mà đi cúi đầu gì đó, mình đi. Ví dụ như con đi một vòng này, con sẽ ngồi lại. Mình đi một vòng vậy đó, là mình đi như thế. Để vậy đó. Chứ đừng cúi xuống cái đầu mình khôn nó quen đi, nó ngồi đâu cái đầu cúi cúi rồi. Mà đi phát tâm hình niệm thì nó đơn giản. Nếu mà đi mà cho nó liên tục á, nó bị buồn ngủ nhiều đó. Thì mình thành trong đầu là mình cúi cái chân con mình không nói là giờ chân gì lên, nó đứng lên, để mà đứng tay. Hai chân là em. Tại vì mình ra lệnh nào, mình trái, giữ gót lên, giỡn chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ đầu chung, mặt trước, giỡn gót lên, chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ chân xuống. Mới đầu thì con tắt ý, sau đó con lập thinh, nhịp nhàng đấy. Cái nhà nhịp nhà là làm tên tắt ý nữa, để cho cái bánh xe nó chạy. Mình đang tắt ý á. Thì tắt ý từng cái nhỏ trong đó. Từng cái dở chân lên nè, dở gót lên nè, dở chân lên, đưa chân tới, hạ chân xuống, hạ gót xuống. Rồi, 20, đúng 20 bước. Mà mình luôn luôn mình không đếm. Hồi đầu thì mình còn đếm 20 bước ngồi xuống, nhưng mà sau đó mình căn cứ vào cái vòng nhà của mình á. Đi giáp vòng mình ngồi xuống. Mắt khỏi mắt con đếm mà chỉ có cái lưu ý cái hành động nhịp nhàng lên xuống thôi, định đếm nó bị phân tâm lần nữa, không hiểu. Đầu tiên mình ra lệnh cái mình đi rồi nhịp nhàng mình cứ đi ở sự chỗ đó, mình đi một vòng tới đó mình ngồi vậy mà phá hôn cầm, thấy ra thấy thì đi được, không chậm lắm mà cũng không nhanh lắm, nó nhịp nhàng, nó vừa dở lên đưa tới hạ xuống. Tập thì nó quen thôi, không tập thì không được, tập thôi. Đó là pháp thân hành nghiệm. À, cái phần khi mà lúc mình ngồi thì áp dụng tới mới đề mục thì mình sao? Hay là suốt cái thời gian này mình chỉ dùng một cái đề mục để tình tâm? Coi như một cái đề mục, con tu về cái đề mục của định niệm hơi thở, để mà cái tâm mình có khởi niệm đó. Khi mình ngồi lại thì cái tâm mình hay khởi niệm thì mình tu cái đề mục đó khoảng một tháng, mình tu nguyên cái đề mục đó. An tịnh tâm thành, tôi biết tôi vô. An tịnh tâm thành, tôi biết tôi tới đây. Khi mà con ngồi bán già, cái già con ngồi thẳng lưng, đừng ngồi khòm lưng. Thì con ngồi im lặng rồi, con phát ý. An tịnh tâm thành, tôi biết tôi vô. An tịnh tâm thành, tôi biết tôi tới đây. Rồi bắt đầu con biết vô, thở ra, con đến 1, 2, 3, 4, 5. Con tắt ý một lần nữa. Rồi con hít vô thở ra 5 hơi thở rồi tắt ý một lần nữa. Nếu mà con tu 30 phút, mà 30 phút thì nhiều lần tắt ý, nhiều lần 5 hơi thở. Không hiểu? Mà sau 30 phút đó nó không có một niệm nào hết. Tức là mặc dù tắt ý gì chứ con tu hơn nó có niệm. Nhưng mà cố gắng nhiệt tâm. Càng có nhiều niệm thì mình càng nhiệt tâm ở trong cái câu tắt ý. Rồi tập trung trong hơi thở để cho nó không có niệm. Mà sau khi 30 phút không niệm rồi thì con tập chừng khoảng độ chừng 5-3 ngày trong tuần lễ thì bắt đầu con sẽ tăng lên con tắt ý một lần mà con thở 10 hơi thở, hồi đó 5, sau này 10, cho đến khi mà con tắt ý có lần đầu con vô tắt ý nhẹ cái con hít thở thì con nương vào hơi thở, cứ thở vậy cho đến đúng 30 phút mà không có một niệm nào hết đó, thì con sẽ thay qua một cái phương pháp khác luôn. Cái đó là cái đề mục đó đã xong rồi á, tức là mình thay qua cái đề mục khác mình tu. Khi gột thai qua cái đề mục khác đó, thì thấy bây giờ an tịnh tâm hành cái gì để cho cái tâm mình an ổn và thanh tịnh, thì giờ thai qua cái đề mục khác đó, để cho cái thân nó an ổn. An tịnh thân hành, tôi biết tôi biết vô. An tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra.
mà khi cái thân con nó an ổn được rồi cũng khoảng tầm 30 phút. Tại sao? Tại vì cái tâm nó an ổn á thì cái thân nó sẽ có an ổn. Cho nên cái thân á mình tu sao, nhưng mà sau đó mình tu ba tu trong một tuần lễ hoặc là một tháng cho cái thân mình nó an ổn được rồi, thì bây giờ nó an ổn rồi thì quán ly tham, quán từ bỏ tham tham, từ bỏ tham sân, thì lúc bây giờ mình mới quét cái tham sân ra bằng cái phương pháp của định niệm hơi thở. Khi mà tham sân nó hết rồi thì tức là cái ngủ truyền cái tham sân si mạng nghi đã do cái định niệm hơi thở quét hết rồi, thì còn ngồi lại, còn ngồi lại chỉ nhắc một câu tâm bất động thanh thản an lạc vô sự, không có một niệm nào xen vào trong tâm của ta hết. Rồi bắt đầu bây giờ con cứ ngồi im lặng như thế này, thì nó tự nó kéo dài trong khoảng thời gian im lặng mà nó kéo dài được, nó không còn có niệm nào khởi ra được á, thì lúc bây giờ con mới nhìn lại coi thứ cái tâm của mình nó đang ở đâu, thì thấy rõ ràng nó đang ở trên hơi thở và nó quán thân đó. Mà khi mà nó đang ở trên hơi thở quán thân thì con đứng ở ngoài con nhìn nó thôi, chứ con không có vận dụng ở trong cái cơ thể mà quán hay quyệt gì hết trên thân. Thì lúc bây giờ con sẽ tăng lên từ 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ cho đến 7 ngày đêm thì con chứng đạo. Nó là ở trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân đó. Mà phải để cho tự nó quán chứ, mà con mà trên thân quán thân mà con vận dụng con quán thì con lại sai. Con dùng cái thân để mà quán nó, tức là con bị chế. Còn con để nó tự quán, con tu, con xả tâm kia thì tự nó thanh tịnh rồi. Tự nó thanh tịnh là bắt đầu tâm con nó thanh tịnh, nó không có niệm rồi. Thì con nhìn lại cái thân con thấy nó biết hơi thở và nó biết toàn thân con. Thì đó là nó đang ở trên tứ niệm xứ, tự nó trên đó là. Thì con chỉ cần đứng ở ngoài con nhìn nó thôi, để coi thì con nó tu như thế nào. Không ngờ nó, con đứng con nhìn nó thì nó kéo đi thời gian từ 30 phút con tu tập một lần được chứ gì. Bây giờ nó lên 1 giờ. 1 giờ con xả ra con thấy có thể dễ nữa. Cái con cho 2 giờ được, là 3 giờ được, là 4 giờ được. Con liên tục trong 7, trong 6-7 ngày con tập. 6-7 ngày thì nó kéo dài, cái khoảng thời gian dài ra. Dài ra đến 7 ngày đêm chứ không. Chứng đạo, không có gì khó hết. Không rồi thầy sẽ dẫn dắt từ từ tới. Thầy ngồi thì ngồi con bồ đoàn không có bồ. Không con ngồi coi như là không có bồ đoàn không gì hết. Mình ngồi cho nó quen, con ngồi bồ đoàn nó im rồi nó. Sau đó nó không thật, nó cứ quen nó ngồi không nó khó lắm. Dạ. Con nó có một bồ đoàn không? Con ngồi bồ đoàn là con, tức là nó có một cái gối kia, cái mông đó để cho cái lưng thẳng như vậy. Bỏ đi thì cho ngồi quen mình cho nó. Cái còn thường thường mình ngồi không vậy nó dễ thuận luôn. Có bồ đoàn á, cũng như nó động cái mông mình nó lên á, nó ít có thuận. Nhưng mà mình bỏ bồ đoàn, bởi vì đi đâu giác bồ đoàn cực lắm, nó không dễ thoát. Rồi, ngồi không à, ngồi không mình tập cho quen. Tập quen mà nếu mà an trú được thân rồi thì nó ít có thuận, mà an trú chưa được ngồi không thì nó thuận. Thầy, sáng mà ngồi bây giờ thì để đến đây thì nó căng cái tay mình, nó để trong ngoài được không? Được con. Để thoải mái thôi. Đây rất là khó. Được, để vậy nó thoải mái hơn. Nó, bởi vì mình tu sao mình để mình đặt lên cho thoải mái thôi. Thoải mái để cho mình thẳng lưng mình nó chịu tu thẳng. Thì tốt rồi. Thôi bây giờ mấy con hỏi gì thầy nên ráng tu không? Con còn... Khi mình ngủ á thầy, con ngủ thường có những mộng, mộng về quá khứ, trên mộng tào lao lưng á. Và mình sáng sẽ ra sách. Con dùng pháp tác ý, con sáng. Tới giờ đi ngủ, con đi ngủ trước khi con nằm xuống đó. Thì con tác ý ra đêm nay ngủ không có mộng mị, ngủ chứ yên giấc đàng hoàng, không có mộng mị, con cứ nhắc nó vậy thì nó sẽ lần lượt nó hết. Chứ không khéo con không nhắc, không tác ý thì nó sẽ mộng. Bởi vì nếu mình tu sai một chút đó mấy con, mình tu sai chút là mình chế ý thức, mình chế ý thức tức là mình chế cái tâm của mình, tham sân si mình chế nó đó, con hiểu không? Mở chế nó thì nó phải thể hiện qua cái mộng chứ không có gì. Cũng như ban ngày mình mua giấy số thì mình nhức ao trúng giấy số gì, ban đêm nó thực hiện, mình không mua trúng được đâu, nhưng mà điều kiện là ban đêm nằm thấy trúng giấy số, nó là nó thực hiện qua mộng để cho nó thỏa mãn cái lòng ham muốn của mình chứ gì. Còn ban ngày mình tu ức chế thì ban đêm dễ bị mộng lắm đó, ban ngày nó không có khởi niệm nghĩ cái này kia được thì ban đêm nó bị mộng. Những người mà tu niệm Phật hoặc này kia nó bị mộng đó, chỉ ức chế thôi con. Con cứ hỏi đi con, có gì không con? Con có thể nhưng con thì con sẽ tu, con sẽ học cái về cái nhân quả đó con, để rồi mình dùng cái tri kiến hiểu biết về nhân quả để cho mình xả, rồi bắt đầu mình vô cái tâm bất động, mới đi vào từ cái pháp nhân quả, đi xả tâm á, xả tâm bằng nhân quả, tất cả mọi cái gì mà xảy ra đều thấy nó là nhân quả, cho bén nhạy cái đó mới được. Và đồng thời muốn tập được cái đó thì con phải tập đi kinh hành cái pháp môn chánh niệm tỉnh giác thôi.
cái niềm tỉnh giác, cho nên cái sự tỉnh mình có là khi mọi sự kiện nó xảy ra cho mình nhìn nó là nhân quả, là mình xả cái đó, tức là mình diệt nó bằng cái nhân quả, cái tri kiến nhân quả. Từ lâu con cũng có một pháp môn để con đọc. Ừ. Là con tu pháp nào? Nó thử rồi. Dạ, nhưng mà con có thấy đến đó thì con tự sức khẩu thành thơ. Cái đó tự xuất khẩu mà thành thơ đó, con bị lọt trong pháp tưởng đó. Pháp tưởng, bởi vì thường thường cái người mà lọt gì trong pháp tưởng đó thì họ làm thơ này, rồi họ thuyết giảng mà nói rất hay, nhưng mà đó đều bị pháp tưởng đó. Nó không thanh tịnh đâu. Không có, không làm pháp tưởng nhưng mà không có đi xong dọc để thầy, nhưng nhiều lần con hộ dọc để thầy đó, nhưng mà con đến nhân viên đến đây có nghĩa là gì thầy cũng con cứ trình thử coi thử nó như thế nào, coi nó đúng không con cứ trình. Dạ, có nghĩa là nhiều lần con đã lọt vào cái tâm trạng thái là gọi là tâm không, thì cái thể của con nó bồng bềnh và nó lân lân, có thể những như là xương mà nó rơi xuống thân con cảm nhận như là xương nó phủ xuống thân con. Thì nhiều lần rồi đến sau lần nhiều lần tu tập nữa thì cái thể của con như là nó tròn, con nhìn cái thể nó tròn như cháu anh vậy. Rồi sau nữa rồi thì con nhìn con còn như là con là thân con không còn, con nhìn thì nó cũng nằm vào cái thể đó, nhưng mà hầu như là con gặp bứt cả cái tròn tròn đó. Đến lúc đó là con thấy con không còn niệm nữa, nhưng thân con thì là con nhìn lại thì thân con không còn, con tự chắc ý. Thì những cái niệm của con chắc ý ra thì như là nó đã xé một lỗ chứ không. Từ đó thì con muốn ra một bài thơ là thế gian thì tâm vọng khởi không khởi bình an tâm tịch độc, từ thể ra vào nguồn lục tịnh cũng vô không hoàn toàn chân tâm. Đúng rồi. Cái đó là một cái trạng thái mà các thiền của thiền Đông Độ, thiền Tổ Sư Thiền đó, họ đều dạy cho chúng ta qua cái trạng thái đó thôi. Nhưng mà hầu hết nó đều kiện là từ cái chỗ mà ý thức của chúng ta không có hoạt động nữa, tức là nó im lặng, nó nhìn thấy những cái hiện tượng mà xảy ra đều là cái hiện tượng đó. Nó không phải là xả cái tâm của chúng ta. Con bây giờ con xét khi mà con ở trong cái trạng thái đó thì nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà con trở về một cái đời sống bình thường con á, thì con thấy cái tâm mình vẫn còn tham sân si chưa hết. Con cứ xét, mà nếu lọt đi vào trong cái trạng thái mà đang tu thì không thấy có gì hết. Nhưng mà trở về đời sống bình thường, con sống như mọi người, thì con thấy cái tâm mình chưa phải hết tham sân si. Con hay không? Con có một vị thầy dạy con phương pháp tỉnh thức. Tỉnh thức thì khi mở gọi là khi mình tỉnh thức thì làm sao? Vì thầy đã nói khi nào mà mình thở toàn thân thì đó là chiên không tự thứ thuộc vào Phật Pháp thế này. Không phải tỉnh thức như thế này, là cái ý thức của mình nó sáng suốt, nó không bị mê mờ. Người ta nói gì thì mình rất là thông suốt, mình rất hiểu được cái ý của họ. Đó là cái sức tỉnh thức. Mình ngồi đây mà mình không có bị mê mờ, nghĩa là nó luôn luôn nó tỉnh táo, hoàn toàn nó tỉnh táo. Nó biết từng cái niệm ở trong đầu khởi ra, từng cái niệm không khởi ra. Đó là tỉnh thức. Còn bây giờ mình ngồi đây mà với một cái trạng thái như bình thường mấy con hết ha. Bây giờ người nào cũng bình thường, đừng có lọt trong cái định, trong cái trạng thái nào hết. Mà trong khi trong đầu chúng ta mặc vừa có một chốn một cái niệm, niệm vọng tưởng khởi ra, tự động nó khởi ra một cái niệm. Tức là chúng ta bị mê chút rồi. Mê nó mới có giận. Còn tỉnh thì nó không giận. Mình tỉnh vậy thì không có cái gì mà nó khởi ra được. Mình tại vì mình mê, tức là còn cái tâm tham sân si mình nó mê đó, cho nên vì vậy mà nó khởi ra một cái niệm. Thì mỗi cái niệm ở trong đầu chúng ta thì nó do cái chỗ tâm tham sân si mà có niệm. Cho nên đạo Phật dạy chúng ta là ly dục ly an pháp, ly cái tham sân si, chứ không phải ly cái vọng tưởng, mà ly cái niệm của chúng ta, cái ý thức mà chúng ta ly á, ly cho được cái ý thức của chúng ta, cái niệm đó đó mà nó không khởi ra đó, thì nó bằng cái pháp tác ý, tức là bằng cái pháp làm chủ cái ý thức. Như bây giờ thầy muốn cho cái ý thức thầy đừng có niệm, cái niệm phải phân biệt cho rõ, một cái niệm nó tự phóng ra và một cái niệm mà mình chủ động làm chủ cái niệm đó phóng ra. Cũng như bây giờ thầy muốn cái tâm thầy
nó không có niệm, thầy bảo tâm thanh tịnh, không có niệm gì hết. Nó là cái niệm khởi ra do thầy chủ động, tức là làm chủ ý thức. Còn bây giờ cái niệm tự động nó khởi ra, nó nhớ cha, nhớ mẹ, hoặc là nhớ công chuyện gì đó, nó khởi ra cái niệm đó, là tự động nó khởi ra. Thì cái niệm này thì nó do cái lực của tham sân si mà nó khởi niệm này. Mình biết cái gốc của nó, cho nên vì vậy mỗi cái niệm mà nó khởi ra vậy đó, thì mình đã hiểu biết cái gốc. Đây là kiết sử, đây là cái tham sân si mạng nghi hay gì đó, mình biết rất rõ. Do đó mình bảo nó dừng lại, hoặc là mình tắt ý, để cái ý thức mà chủ động đó, nó mới theo cái phương pháp tắt ý đó, nó mới tạo thành một cái lực, cái nội lực của nó mới ngăn và diệt tất cả các cái tham sân si này. Mà tham sân si này không còn thì cái niệm này nó không khởi ra, cho nên ngồi nó thanh thản an lạc vô sự, có hiểu không? Mà không bị có một cái trạng thái nào mà hiện ra, mà trong thời gian mà tâm bất động thanh thản là vô sự, vì ý thức không làm việc, nó không hoạt động mà nó không có khởi niệm nữa, là tại vì mình ly dục đang pháp thật sự rồi, cho nên tâm tham sân si mạng nghi không có. Thì lúc bây giờ hoàn toàn nó không có hiện tượng nào xảy ra, mình không đang thấy ngồi đang vậy. Nhưng tâm sân si mình chưa sạch mà cái tâm này nó lại yên lặng trước, tức là ý thức nó không khởi niệm, thì nó sẽ hiện ra những cái tướng trạng của nó khác, gọi là tưởng. Nó cũng như giống như cái vọng tưởng của chúng ta vậy, nhưng mà nó hiện tượng nó xảy ra. Như có nhiều người ngồi yên lặng vậy, thấy như những cuộn khói, đó là cái hiện tượng của tưởng, sắc tưởng. Rồi những người mà ngồi như thế này, nghe âm thanh như ai nói ở đâu hoặc là gì đó, mình nghe được cái âm thanh ở đâu đó, thì đó là thân tưởng. Sắc thanh hương gì xuất phát, mà ngồi đây mà nghe hương thơm ngào ngạt, không có cây hoa nào mà không như nghe cái mùi thơm, thì mình tưởng đó là mình chứng cho sự thật, đó là hương tưởng. Cái này là tất cả điều, cái này là sai. Ngồi đây mà im lặng như thế này, bỗng dưng mình cảm nhận thấy được cái cảnh giới chư thiên hay chư Phật, không, cảnh giới thanh tịnh, thì cảnh giới đó cũng là cảnh giới của tưởng xuất hiện ra. Dạ, nhưng một Phật thầy, như thầy ở đây, khi mà thầy đạo thầy xuất gia thì đọc Pháp tự hay Pháp danh thầy? Pháp danh chứ không? Mỗi người mà đến đây xuất gia đều là khi mà người Phật tử đến đây mà xin làm đệ tử đều là cho pháp danh đó. Pháp danh đó. Bởi vì pháp danh đó thì coi như là mình cho một cái tên rồi lấy cái dòng họ thích. Bởi vì chữ thích là Thích Ca đó, cái dòng họ thích. Mà cho nên thầy mới nói cái Đức Phật thì chỉ có một đứa con, nhưng mà sau khi mà chứng đạo rồi thì đứa con cũng tu thành Phật, tức là La Hầu La đó. Nhưng mà bây giờ tất cả thế gian này ai đi vào đạo Phật cũng dòng họ thích, cho nên Đức Phật quá cái dòng họ thích này quá thật, không hiểu, tưởng đâu là nó mất dòng họ nó rồi chứ không ngờ là dòng họ thích. Bây giờ mỗi người chúng ta muốn vào mà làm đệ tử Phật, họ tam nguyên ngũ giới đều là mang dòng họ thích hết, chứ chưa nói trở thành tu sĩ đâu. Như bây giờ con muốn tu thì con phải vào sinh hòa bây giờ theo đạo Phật, chứ đâu phải con theo Thiên Chúa thì ta đâu có cho con dòng họ thích đâu. Mà con theo đạo Phật thì tức là con xin quy Phật, tức là nương theo Phật, nương theo Pháp, nương theo Tăng, thì người ta sẽ cho con cái pháp danh là thích gì đó, rồi sau đó cái tên của con chứ mang cái dòng họ thích. Từ đó thì con không còn mang cái dòng họ của cha mẹ mình nữa, mà cái pháp danh của mình là mang dòng họ Phật, con trở thành con Phật chứ không phải là con của Phật. Con thấy không khéo, con thấy không khéo con sẽ lọt tâm tưởng đó. Bởi vì con người ta nó có năm quẩn sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Tưởng á, tưởng quẩn á, dưới cái sắc quẩn này nó hay làm việc chung nhau lắm. Ngồi đây cái ý thức của chúng ta đó, cái ý thức của nó đó, nó gồm mà người ta gọi cái tâm đó, không phải riêng gọi có ý thức là tâm đâu. Mà chữ tâm đó, nó không phải là cái gì siêu hình đó. Nó cụ thể, chữ tâm nó gồm có 6 cái thức của nó. Nghe nói tâm thì chúng ta đừng có nghĩ là cái tâm linh gì cả hết, mà nó là 6 cái thức: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. 6 cái thức nó gồm lại gọi là tâm. Còn bây giờ thầy dùng có cái ý thức không thì đó là ý thức. Còn bây giờ thầy nghe âm thanh gì đó thì cái đó là nhĩ thức. Còn thầy thấy mọi vật đó là thầy biết mọi vật thấy bằng con mắt của thầy thì đó là nhãn thức. Không, nhưng mà 6 cái này gồm lại thì nó là tâm, chứ không thể nói nó là cái ý thức hoặc là cái nhĩ thức được, không có nói riêng được mà nói là tâm. Còn cái tưởng thức thì nó không cần dùng cái này đâu.
mà nó nghe thấy này kia bằng tưởng hết. Cho nên một người nằm chim bao mấy con thấy lỗ tai mình nó ngủ không có nghe đâu, mà nó lại nghe thấy á. Con thấy không? Bây giờ con nằm chim bao nè, mặc dù là con ở tại Trắng Bà, nhưng mà khi mà cái tưởng á, nó hoạt động á, thì con thấy con đi chơi trên Đà Lạt hoặc cái thành phố dễ dàng, cắn giấc mộng, hay còn cắn đi nhanh đó. Nó không có cái không gian, con nó không có trải dài đâu. Hãy nó muốn nằm mộng chỗ nào nó cũng cảnh giới, tại chỗ đó nó hiện ra. Mà thật ra con đang ngủ ở Trảng Bàn mà con đã thấy con ở thành phố. Đó là cái tưởng mấy con, tưởng nó không có không gian gì thời gian. Cho nên những đồng cốt, những cái người mà người ta có những cái hoài cảm, thành giao cách cảm đó, tức là dùng tưởng không. Nó như người bình thường mình như thế này, mà nó giao cảm nó biết, còn mình nó ý thức không giao cảm được, mà tưởng thức giao cảm, bởi vì nó không có thời gian, mà nó không có không gian. Cho nên con thấy cuối hàng cổ đi tìm hài cốt liệt sĩ, cô đi đến đó cô chỉ bảo đào chỗ này có hài cốt. Con làm được, cô biết hàng làm được, cô biết hàng có tưởng làm việc, còn cô con có tưởng mà chưa gọi đọc. Con thấy người nào cũng có hết, nhưng mà mình không tu tập thì sẽ tưởng không hoạt động. Còn những người tu sai, mấy con biết không, tu sai lọt vào tưởng, họ sẽ không thành tựu gì hết, mà họ sẽ khi họ bỏ thân này, như các vị lạc ma, các nhà mà tu thiền, các người mà luyện thần thông, thì khi họ chết họ mang thân sau, họ sẽ trở thành thầy phù thủy mấy con, đồng cốt hết. Bởi vì họ lọt trong tưởng rồi. Dạ cho thầy sư Minh Đạo thì ai Minh Đạo nào đó, thầy sư Minh Đạo ở vùng núi. Thật sự ra tu tất cả điều mà lọt trong tưởng, các vị thiền sư đều là trở sau này trở thành những nhà phù thủy hết không. Bởi vì lọt ở trong cái tưởng, khi cái nghiệp đi tái sanh chứ không phải linh hồn, nghiệp đi tái sanh luân hồi, mà mình quân cái nghiệp nào thì cái nghiệp đó nó sẽ đi với mình tái sanh. Mình quân cái nghiệp đó, như bây giờ con tập tỉnh thức, con là một nhà bác học, con có cái sự tu tập, con tỉnh thức, thì khi mà con chết rồi con sanh làm đứa trẻ, con sẽ nhớ đó, con nhớ, con biết con ở làng nào xã nào đó, mà con tập tỉnh thức đúng. Chứ mà con tập tỉnh thức sai thì con mang theo cái tưởng, con mang cái tưởng thì con lên con làm thầy phù thủy mất. Tự nó một thời gian sau nó phải bắt mình hoạt động cái chỗ đó, nó tự nó bị mang theo cái nghiệp đó mấy con. Cho nên những người mà lên đồng nhập các họ đâu có muốn làm, nhưng mà sau thời gian đó cái bắt đầu nó làm vậy là tại vì họ đã quân tập cái đó, cái nguy hiểm vô cùng, nó không thành gì được hết, mà nó trái lại nó mang theo cái nghiệp đó, tại mình quân theo. Cho nên coi chừng mình tu tập sai pháp là bị hết. Các vị thiền sư mà thầy thấy như hầu hết khi tu rồi người ta có cái mắt tuệ tâm minh, người ta quan sát, ta quan sát các vị hòa thượng, các vị hòa thượng, các vị mà tu tập rất sâu đó. Như ngài Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường, biết họ, bây giờ mấy con biết họ ở đâu không? Mấy con biết, thấy nhục thân để đó, họ lọt trong cái tưởng nào mà họ để nhục thân, họ vô được, họ ra không được, họ phải chịu chết đó. Họ lọt vào không tưởng nữa, mà ra không được, vô trong cái định tưởng rồi, bắt đầu không biết cách nào ra. Còn đạo Phật dạy chúng ta có phương pháp, phải có định như ý túc mới dám nhập định. Còn mấy con không có định như ý túc mà cứ nhập định, cứ chừng nó lọt đó rồi, mai là nó ra được, không mai nó không ra được, mấy con đâu có làm sao. Cho nên thiền không sức không nhập là có chuyện chết. Còn đạo Phật dạy mình thiền có sức có nhập đàng hoàng, mà nhập sức bằng cái định như ý túc, định như ý mình muốn, chứ không thể mà thiếu cái lực này mà tu thiền định được. Khi tâm chúng ta mà ở chỗ trạng thái bất động thanh thản như một người bình thường, mấy con cũng có thanh thản là vô sự, nhưng mà có con chưa kéo dài được. Còn thầy nhờ tu tập cho nên thầy kéo dài được, thầy ở trong cái trạng thái đó được. Từ cái trạng thái đó nó mới xuất hiện ra tứ thần túc, bốn cái lực như thần, trong đó nó có định ý túc. Bây giờ mới bắt đầu mới nhập các định, chứ không phải tu thiền định. Các con tu thiền định là các con dễ chết. Khi đó thầy bắt đầu thầy muốn nhập sơ thiền là nói vô sơ thiền, mà nhập nhị thiền là vào diện thiền, mà tam thiền thì vào tưởng tam thiền, mà tứ thiền vào nhập không vô biên xứ, nó sẽ vô không biên xứ. Chỉ cái định như ý túc như mình muốn, mà mình sao mình muốn nhập cái định nào nó vô. Còn bây giờ mấy con mà nhập không vô biên xứ coi chừng vô mà không biết đường ra. Vì mình đâu có cái định như ý túc, mình đâu có biết làm sao ra, nó vô nó kẹt ở trong không đó rồi, bắt đầu ở ngoài đó rồi, ở ngoài này nó bắt đầu lâu quá cái thân mình nó cũng đâu có chịu nổi đâu, nó không phải đi luôn chứ sao. Mới đầu thì nó vô đó thì nó còn thở nhẹ nhàng, sau đó nó dừng hơi thở mà nó còn hít, còn hơi ấm. Sau khi mất hơi ấm là mình chết rồi, hết ra rồi, còn hơi ấm thì còn ra đó, mà không hơi ấm thì còn ra. Mấy con thấy những người bệnh á, mà khi lâm sàng mà còn hơi ấm là bác sĩ nó hô hấp nó cứu mình.
Còn nó lạnh ngắt rồi thì thôi nó chịu đầu hàng, cứng rồi, không hồi phục được. Cho nên ở đây thầy tu thiền thì thầy thấy nguy hiểm. Mà các thầy cứ luôn luôn cứ dựa vào sách vở mình tu chưa có làm chủ, mà dạy người ta tu chứ mới chết. Thầy ở đây mà thầy dạy là thầy chịu trách nhiệm. Thầy dạy phải làm chủ cái gì trước, cái gì sau thầy dạy. Như bây giờ mình làm chủ cái gì? Ăn phải làm chủ. Có không thấy không? Ăn làm chủ có chết đâu, bảo ăn ngày bữa đừng ăn phi thời. Rõ ràng là mình làm chủ cái ăn rồi đó mới hỏi. Ngủ phải làm chủ, không có ngủ phi thời, cho ngủ. Nhưng mà sau khi thời gian cho ngủ, người ta tập nghỉ chứ không ngủ, không còn ngủ mấy con. Ngồi đi im lặng, đầu óc đâu có khởi nghĩ gì, là nó nghỉ rồi. Thấy không, mà thân ngồi đây im lặng vậy là nó nghỉ rồi. Mà nghỉ thì cái sức phục hồi cơ thể nó y như người ngủ. Còn mấy con ngồi đây mà lăn xăng nghỉ ngợi, ngồi chút cái thân đụng bộ quậy vậy. Như vậy làm sao nó nghỉ? Các con hiểu không? Làm sao nó đủ sức khỏe nó lại? Cho nên ngồi đó mà nghe nó cứ cảm giác mỏi mệt thì nó không phục hồi sức khỏe đâu. Còn ngồi đây người ta thấy nó an lạc, cũng như cái người ngủ vậy. Nhưng mà người ta tỉnh táo, cho nên ta tập làm chủ ngủ không phi thời. Sau đó người ta tập đến khi người ta nghỉ chứ không ngủ. Không phải ngày xưa đâu có ngủ hết. Nghỉ có, ngủ có. Còn mình còn ngủ tức là còn si, còn thích ngủ, còn ham ngủ, còn thấy lừ đừ là còn tham si. Mà si còn thì tham sân phải còn. Tham sân si và nghi nó làm chụm nhau. Mà người này không còn ngủ nữa mà nghỉ thì si diệt rồi. Mà si diệt rồi tham sân si cũng diệt luôn. Hai con hiểu chưa? Mà diệt luôn thì người này đủ khả năng làm chủ sự sống chết, muốn nhập định nào. Bởi vì tu mình phải đánh. Bây giờ thầy dạy mấy con ăn ngàn bữa, không? Rồi bắt đầu ngủ không được phi thời. Tức là ăn ngủ phi thời rồi đó. Là cách thức làm chủ ăn ngủ rồi đó. Rồi bây giờ giữ được cư là đừng cho nó tiếp giao là phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý, để cho nó không phóng dật. Đức Phật đã nói ta thành chánh giác là nhờ tâm không phóng dật. Mà giờ mình cứ để tâm mình đi nói chuyện hoài thì phải phóng dật thôi. Cho nên vì vậy mà phải độc cư trọn vẹn. Độc cư mà trong khi vào mấy khu chiên tu rồi mới phân tích độc cư, độc bộ, độc hành. Tới giờ đi khất thực, cái thất 10 cái thất, 10 người ở chung nhau một khu. Thì 10 giờ đi khất thực, tới 11 giờ mới ăn. Thì cái người này 10 giờ thì họ đi khất thực, họ về. Tới nhà rồi thì có người khác đi khất thực, chứ hai người đi chung trên đường không được. Độc cư, độc bộ, độc hành chứ đâu phải đi chung hắn. Một người mà đi trên đường như thế này thì không được, thì không cho. Bởi vì có hình dáng thì nó sẽ phóng dật. Còn mình đi về thì mình nhìn xuống vậy, không ai đi tới đi lui thì không bị phóng dật. Tu tập trong cái khuôn viên mà tu tập để bảo vệ giữ gìn cho người tu để đi đến tâm bất động, nó phải, chứ không phải nói chúng ta dễ đâu, khó lắm. Cho nên vì vậy mà thầy nói tu được, giữ ba cái hành này được. Ở đây thì giữ vậy, để vô đó thì thầy tạo cho cả cảnh sống bất động, tức là cảnh sống phòng hộ mới đi sâu được chứ. Mấy con ngồi đây bữa nay không có ai đi chứ ngày mai có người đi. Không có thể nào thật mà mấy con bị phóng dật. Thấy có người mà có đi lắm, con mắt thấy là mặt đã phóng rồi. Cho nên phải có sự bảo vệ, hộ trì cho cái người tu. Cho nên thường thường tại sao người ta tu, người ta phải vào rừng, người ta tìm cái cảnh thanh vắng, người ta tu, tức là người ta phòng hộ. Còn mình mà tu giữa chợ chắc chắn là tu xả tâm thôi chứ không cách nào cả. Đi sâu vô thiền định. Thôi bây giờ thầy nói chuyện với con rồi thầy về mấy con. Có gì? Có gì không? Về cho con. Ừ. Con cứ hỏi đi. Con ra thầy. Con xin thầy chỉ dạy cho con cách chơi cuộc tình. Cách, con cái tên gì con? Dạ con Thiện Ngọc một. Thiện Ngọc một đó con. Dạ. Thiện Ngọc, thiện là lành, mà Ngọc là viên ngọc, viên ngọc thiện, đúng không? Mà một tức là có người Thiện Ngọc rồi, bây giờ con là cái người thứ hai đó, có phải không? Nên cho nên Thiện Ngọc một, có phải vậy không? À, con người thứ hai, ráng cố gắng con, một viên ngọc lành, phải ráng cố gắng con sống thiện con. Ai nói gì nói, đừng phiền, đừng buồn, thấy nhân quả đi, đó là cái thứ nhất. Rồi lần lượt con sẽ tắt, khi mà con thấy con bình thường, ai nói gì cũng buồn vậy. Mà khi có gì buồn trong lòng con nói, tất cả các tắt hết, đừng buồn ai hết, mình phải giữ tâm mình bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Con nhắc vậy, thì con sẽ vui vẻ, và thời gian sau nữa thì thầy sẽ cách thức thầy dạy con sống như vậy được rồi. Thì bắt đầu tập cho con vào trong thất, con tập chừng vào thất chừng 1-2 ngày thôi, rồi con ra, rồi tập dần 3 ngày, tới tuần lễ. Rồi trong khi thời gian ở trong thất tu tập, thì con chỉ cần tác ý tâm bất động, thanh tạng, an lạc, vô sự. Sau này có dịp tu vô thất rồi thầy sẽ dạy kỹ hơn, con hiểu không? Thầy dạy cách thức đi kinh hành con, kinh hành để phát. Còn nếu không thì con
con có đi thì con sẽ giữ dùng cánh tay đưa ra đi vô, để dùng cái thanh thành cánh tay của mình để mà tập, để mà tỉnh thức. Yên tâm, mấy con ráng nỗ lực thì sẽ giúp đỡ cho con, không có gì hết. Dạ con, xin hỏi thầy, con vui, vui bình thường đó. Là một cục mà, là mà đang bày nhắm mắt, thì thầy... À, con đừng, con mới tu đừng nhắm mắt con, nhắm mắt nó hay thấy bậy bạ. Nó nhiều khi nó thấy ánh sáng nữa khác. Không được, con cứ ngồi thẳng vậy. Thứ nhất á, là mình nhắm mắt á, nó dễ bị rớt chứ không trầm, nó buồn ngủ, mau lắm. Như điện đừng nhắm mắt, con cứ mở. Chừng nào mà mình đi ngủ là mình nhắm mắt là ngủ. Còn không thì thôi, cứ ngồi tu á, thì coi như là mở mắt. Nhắm mắt thì nó dễ gom tâm, nó dễ nhiếp tâm. Nhưng mà nó sẽ rơi trong tưởng rất dễ. À, con, mà nó dễ rớt trong không trầm thì nó dễ lắm. Mà nó bị hình ảnh tưởng, con nhắm mắt vậy thì bỗng dưng thấy nó xẹt ra ánh sáng, đó là bị sắc tưởng. Nên đừng nhắm mắt, nhắm mắt, mở mắt. Nhưng mà mở mắt để mình nhìn thẳng, mình nhìn cách cái điểm nào đó để cho cái phần cổ mình đừng cúi. Còn mình nhìn quá thì nó cúi, thì nó cái tướng ngồi mà cúi đầu thì khó, nó không đẹp. Giả lại nó bị cúi đầu như thế này nó dễ lọt vào tưởng lắm mấy con. Mà nó ngồi vừa như thế thẳng, thốt, đàng hoàng thì nó không bị lọt tưởng. Cho nên về vấn đề mà ngồi thiền thì cũng rất là quan trọng. Thà không ngồi mà ngồi thẳng, ngồi nhìn thẳng, mà ngồi mà thủng mà nghiêng vậy thì đừng tập. Tập sau này nó quen, sửa khó, rất khó, rất khó lắm, nghe không? Hãy không ngồi thôi, ngồi chút ngay thẳng đàng hoàng con. Thầy, từ giờ con tu Phật ha. Với đặc tướng của con hả con? Con thở hơi thở con nghe tức ngực không? Có thở chưa? Con tu thở hơi thở ngồi chặt cục. Ngồi chặt cục. Không, bây giờ con chỉ ngồi trong một phút thôi. Con tu hơi thở, con ngồi một phút thì nó không buồn ngủ con đâu. Thầy sẽ dạy cho. Con sẽ tập nhiếp tâm trong hơi thở. Hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô, thở ra, năm hơi thở. Rồi con tắt ý nữa, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi biết tôi thở ra, rồi con hít vô, thở ra, năm hơi thở nữa. Rồi như vậy mà, năm lần như vậy là một phút. À, con nhớ không? Đó là năm lần, nó hơn một phút, nhưng mà thầy lấy năm lần để cho con dễ. Nó là một phút, hít vô, tôi biết tôi hít vô, thở ra, tôi... Rồi con tu như vậy rồi, bắt đầu con đứng dậy, con đi kinh hành một vòng, này nè. Vòng cái nhà, có nhà chỗ nào nhà ở, có một vòng đó không? Con đi một vòng rồi trở lại, con ngồi lại, con hít thở. Năm lần như vậy, hít vô tôi biết tôi vô, con nhắc trên tâm đầu con nè, hít vô tôi biết tôi vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, rồi hít vô thở ra năm lần, nha. Rồi con lại tắt ý một lần nữa, cho đến khi năm lần như vậy, thì năm lần mà con tắt ý hít vô thở ra, thì con sẽ đứng dậy con đi kinh hành. Mà con thấy năm lần như vậy mà buồn ngủ thì con giảm lại, còn bốn lần, coi không? Mà nếu mà nó còn buồn ngủ nữa, con giảm lại còn hai lần, ba lần, con hiểu không? Vậy nó càng ngắn chừng nào thì nó ít có buồn ngủ. Rồi con đứng dậy, con đi kinh hành một vòng, con vô, con ngồi, con tu lại. Tu lại, con hít thở, chừng 3 lần như vậy, hay là 2 lần vậy con đi kinh hành. Và cứ như vậy con tập chừng 30 phút, rồi con đi ngủ. Thì lần lượt con sẽ tỉnh táo, con không bị hít thở, buồn ngủ nữa đó. Con sẽ phá sạch. Con chưa thấy bệnh của con hay như dẹp nửa ngay, cái nửa thân bên này thì nó không hoạt động nữa. Được rồi, để thầy dạy cho cách thức nó hoạt động trở lại cho. Đâu được. Sẽ bình thường con. Bây giờ con nhiếp tâm, con tập nhiếp tâm như vậy rồi ha. Mà nếu mà đi 30 phút mà con nhiếp như vậy mà nó được đạt được 30 phút, con đi một vòng 30 phút mà con cứ nhiếp một lần, 3 lần tắt ý về hơi thở. Rồi con đứng dậy, con đi như vậy, rồi 3 lần tắt ý đúng 30 phút. Sau khi con tập với đó nhường nhuyễn rồi thì con tập như vậy được rồi nè. Thì thầy sẽ dạy con để lui bệnh, tức là phục hồi lại cơ thể con. Đi không có còn mà cà lĩa nữa, đi không còn tay nó quy nó thẳng như thầy vậy. Hai chân con hoạt động y như tay này vậy. Nó giống nhau, chứ không còn bệnh như vậy nữa đâu. Con sẽ phục hồi hết. Khi mà con đã nhiếp tâm được rồi, thì tới cái giai đoạn mà con tập an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, thì con sẽ hít vô thở ra năm hơi thở, rồi con cắt ý an tịnh thân hành. Mà khi mà con tu 30 phút vừa đi kinh hành mà vừa tu tập về 30 phút được rồi chứ gì con tu được rồi. Thì con tắc ý cái bệnh, thân bệnh này bản thân nó phải bình thường lại, nó không có còn mà liệt chân như vậy nữa. Phải đi lại như bình thường, con tắc ý vậy rồi an tịnh thân hành, tôi biết tôi vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi tới ra.
rồi con lại hít thở ra năm hơi thở, rồi con tắt ý lại. Cái bệnh trong thân này phải phục hồi bình thường, hai cái chân cái tay này, nửa thân người này phải hoạt động như nửa thân người kia kia, không có được mà còn bệnh tật như thế này nữa. Con chỉ tắt ý mạnh vậy rồi con lại an tịnh thân hành vô, an tịnh thân, con tập như vậy 6 tháng, 3 tháng là con đã thấy gần như bình phục hết rồi. 6 tháng là con đi bình thường như mấy người này hết, không có gì đâu con. Đừng có mặc cảm, đừng có gì hết, nỗ lực tu là phục hồi lại, con yên tâm đi, con có tin không? Phật dạy mà, có như lý tất ý, lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị gì? Bây giờ lậu hoặc con nó đã sanh rồi, con hiểu không? Cái thân con nó có bệnh đó, là nó sanh rồi, mà tất ý thì lậu hoặc sẽ bị diệt, nó phục hồi lại con. Không Phật dạy vậy mà, thành ra mình phải nỗ lực, mình tu là phải được con. Ráng đi con, càng có những cái bệnh tật, càng có những cái điều kiện cần tu thì mình nỗ lực mình tu, tu phá hết. Thấy không con? Nỗ lực đi, con sẽ hết, con sẽ bình thường. Trong một thời gian từ bây giờ đó là tháng giêng mà con nỗ lực con tu và nhiếp tâm chưa được trong hơi thở như thầy dạy đầu tiên đấy, sau đó con trở về với cái đề mục của an tịnh thân hành và câu tác ý đuổi bệnh để phục hồi lại cơ thể con. Thì từ đây á, mà nếu mà con tập 3 tháng đầu á, thì tháng giêng cho đến tháng 3 thì con tập thì con nhiếp tâm được, mà từ tháng 3 cho đến tháng 6 á, là 3 tháng sau đó thì con tập phục hồi cơ thể con, 3 tháng sau thì con sẽ đi lại bình thường con. Và mai mốt thì đi vô đây thấy con đi bình thường, không có gì hết, thấy không? Ừ, sẽ mạnh khỏe, không có gì đâu con. Con ừ, có gì không con? Ừ, con là mới mới ra và được không? Con hai đứa con là đầu tháng vô học á thầy. Bây giờ thì tụi con lãnh sớm cho nên tụi con xuống ở đây để tập làm quen. À, bây giờ mấy con đến đây á thì coi như là ở đây bị về cái vấn đề mà mở ra cái lớp học đó con, mà đứng lớp dạy thì phải có người dạy, còn cô Út thì cực quá, mà dạy thì phải soạn giáo trình giáo án đàng hoàng, bị dạy cái lớp từ lớp chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, mà dạy nó phải, nếu mà lớp chánh kiến thì dạy cho mấy con về cái đức hiếu sinh, tức là về giới luật đó, thì nó phải có soạn cái giáo án giáo trình, có câu hỏi để làm bài làm này kia để triển khai cái tri kiến của mấy con thông suốt. Thì cái người đó, cái người thầy mà phải làm cho đủ bổn phận của người thầy là phải cái trình độ sư phạm ra, con hiểu không? Nó mới dạy. Mà thầy bây giờ mà dạy thì bỏ một cái số chúng mà đang tu thiền á, đang dẫn dắt họ đi tới nơi tới chốn á, thì không có thời giờ, mà giao cho những cái người khác á, thì họ chưa đủ khả năng, chưa đủ khả năng, mặc dù họ có trình độ sư phạm họ dạy đi, nhưng mà họ không có đủ cái khả năng mà tu chứng đó con. Cho nên thầy chờ thầy đào tạo cái số người mà họ tu chứng xong rồi đó, thì những người mà họ đã có trình độ sư phạm, họ đã từng là làm giáo viên hay giáo sư đi dạy đó, thì họ sẽ đã đứng lớp dạy mấy con. Họ tu xong rồi họ đứng lớp mà dạy, thì cái trình độ sư phạm họ đã có ngoài đời, và bây giờ họ là những người tu chính nữa, thì họ dạy mấy con mới là bảo đảm. Thì thầy cái đội ngũ mà giáo viên, đội ngũ mà hướng dẫn cho mấy con tu tập thì nó sẽ có người. Mà giờ thầy đang ở trong cái giai đoạn mà quyết liệt giúp đỡ cho họ tu, thầy phải đi tới đi lui để xem xét, để dạy bảo họ mà ngày nay nghỉ chứ ngày mai là có tập hợp để mà hướng dẫn họ từng cái sai của họ, mà thành ra đâu có thì giờ mà dạy. Cho nên bây giờ mấy con đến đây là mấy con tập tu là thôi, nếu đừng có học, mấy con học không có được. Cô Út thì con biết bận rộn đi như vậy suốt ngày mà làm sao mà dạy, không hiểu không? Cho nên vì vậy á thì mấy con đến là mấy con tập học rèn luyện cho đúng những cái pháp, có cái gì thì thưa hỏi. Thì đến đây cũng như thầy đến thì thăm mấy con vậy, chứ thầy về là công chuyện của thầy rồi. Nên thầy đến đây nhắc nhở mấy con, luật cách thức mấy con ở đây ấy, thì mấy con thường thường là mấy con nói cho con gặp thầy để con hỏi thầy, con tu ở trong thất con gặp cái trường hợp này mà con chưa có biết như thế nào, Út sẽ cho thầy hay thì đến thầy giúp tụi con. Thì thầy sẽ đến liền tức khắc, bởi vì mấy con tu là cái trách nhiệm của thầy, lỡ mấy con điên là thầy chịu trách nhiệm đó. Những người mà đâu phải dễ mấy con. Đó là cái hơi thở không được, con có thể sử dụng hơi thở không được đó. Con tập trung vô hơi thở thì nó bị nặng ngực á, là không được. Bởi vì thầy nói khi nào mình hít thở mà mình thấy nó không gì hết á, thì người ta chỉ dạy cho mình hơi thở. Mà mình hít thở mà mình nặng ngực thì người ta không dạy hơi thở, mà người ta dạy mình tập trung trong cánh tay đi ra vô, cũng giống như hơi thở ra vô. Để sau khi mình nhiếp được ở trong cánh tay mình rồi thì bắt đầu mình thở không bị rối loạn, không bị rối loạn hô hấp, chứ không phải bỏ hơi thở đâu. Giờ mình thở sao? Bắt đầu bây giờ đó, ví dụ như bây giờ hơi thở con bị rối loạn rồi, thì thầy sẽ dạy cho con
đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra theo cái lệnh tác ý mà mình dùng ý thức lực mà con, thì mình đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi bắt đầu bây giờ mình làm kinh mình chú ý cánh tay thôi, đưa ra, đưa vô, đưa ra, đưa vô như thế này 5 lần, bên này mình tác ý 1 lần nữa, đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay ra, đưa tay vô, tôi biết tôi đưa tay vô, rồi bây giờ mình làm kinh để mình chú ý cánh tay mình đưa ra vô thôi, tức là nó chú ý ở ngoài cái hành động, nó không có chú ý hơi thở nữa, cho nên nó không tức ngực con hiểu không? Khi mà tập trung an trú được, nhiếp tâm được cái trong cánh tay đưa ra vô rồi thì người ta dạy mình an trú trong cánh tay. Mà khi an trú rồi thì bắt đầu con cỡ ra vô, không bao giờ mà tức ngực. Nó an trú rồi nó không đạp, nó không tức ngực. Thầy, thầy vậy là không có lớp dạy. Không có không? Theo thầy thuyết nghĩ không có mở lớp đâu, mở lớp rồi ai đứng lớp dạy. Mà trong khi một số mà các thầy hiện bây giờ người ta đang ở trong thất, người ta đang nỗ lực tập tu cho sao? Thì thầy nghĩ rằng trong 1 năm nay là phải có người thì sang năm mới có thể mở lớp được. Vì vậy có nhân sự, có người đứng lớp mới dạy. Thường thì có, lớp học có, học sinh có, mà giáo viên, giáo sư cũng có, lấy gì dạy. Mà bắt thầy chạy đông chạy tây của mình thầy dạy đó chắc là thầy chết sớm. Phải không con? Cho nên mấy con vô thì mấy con quyết tâm để mà học tập. Thầy thấy rất là tội, từ xa mấy con đến mà mấy con cố gắng tu đi, tu tập cho nó quen đi con, là tốt nhất. Rồi sau khi mà có đội ngũ mà giáo viên mà dạy, người đứng dạy rồi, nó phải từ 10 mấy 20 người mới đứng đến. Nó không phải dạy ở đây không đâu, mà nó còn đưa ra ngoài Ninh Bình, còn đưa ra Hà Nội á, nó đưa đi ra ngoài đó. Bởi vì đào tạo cái nhân sự để mà có cái nhân sự làm việc, không phải vậy. Mà người ta phải thân giáo, thiết giáo, thân giáo, miễn người ta nói chứ hành ta hành động được. Còn nhiều người dạy mà làm không được thì tức là mình nói láo rồi, cái đó không được. Bây giờ tụi con phải tự tu tập. Theo như thầy dạy theo trong sách, rồi thầy dạy cho mấy con, hướng dẫn cho mấy con, chứ không thể mà mấy con mở mang cái lớp học thì bây giờ mấy con thấy như trường hợp của dạy mấy con làm sao chạy đông chạy tay như thế này, tới giờ dạy bỏ giờ học trò vô lớp ngồi bơ bơ đó. Phải không? Công chuyện của cổ nó đột sức nó thình lình không thấy được, bởi vì cái nhiệm vụ nó gắn liền với mọi cái việc ở trong tu viện, thành ra cái người mà dạy người ta chỉ có chuyên dạy thôi. Không biết không? Đặng khi mà ta dạy ở lớp xong rồi thì ngày mai người ta soạn bài dở cho ngày mai người ta dạy cái bài khác. Người ta dạy đâu có bài bản đàng hoàng mấy con biết chứ đâu phải. Bởi vì cái sư phạm á, thì nó hướng dẫn cho mình cách thức mình dạy đó, là làm sao mà truyền đạt cho người ta thông suốt được một cái điều mà mình muốn dạy. Mà thông suốt được đó thì nó phải mình phải nghiên cứu, ví dụ như cái bài học đó vậy. Nhưng mà người ta cho nhiều cái bài khác vô, khi mà ta giảng người ta cho nhiều cái bài khác vô để nói về cái đức hạnh này. Ví dụ như đức hiếu sinh, người ta đưa nhiều cái hình ảnh hiếu sinh ở trong này để cho nó làm rõ cái bài học về hiếu sinh. Chứ đâu phải một bài, bây giờ thầy cho cái bài lên đọc, danh dách cái bài đó rồi, con không có tiếp nhận được nhiều ở trong đó đâu. Con hiểu không? Chứ nghe người ta giảng rồi, cái người ta đưa một cái mẫu chuyện khác về cái đức hiếu sinh, cái hành động của một cái người đó làm như vậy, vậy, vậy. Con nghe nó thích thú ngay liền, bởi vì nghe cái những cái mẫu chuyện cái người mà có những hành động đạo đức mà rồi người ta trong một cái bài học đó nói về đạo đức đó mà người ta cho nhiều cái gương hạnh đạo đức nữa, mà mỗi bài đều phải soạn, đều là phải người ta phải ghi những cái bài vở đó rất nhiều để người ta xác định cho một cái hành động đạo đức, có nhiều hành động đạo đức, có nhiều sự kiện xảy ra trong xã hội chúng ta, đó mới cái bài học đó mới linh động. Rồi trong chúng nữa, khi người ta cho vậy rồi, trong chúng có cái hoàn cảnh nào gặp những cái hoàn cảnh xảy ra cho gia đình mình hoặc là những người thân cận mình có những cái điều kiện thiếu đạo đức này, không có đạo đức này, thì nó xảy ra những cái điều mà làm cho chúng ta đau khổ nhau là những điều kiện thiếu đạo đức. Thì học viên sẽ đưa ra những cái mẫu chuyện mà xảy ra trong cái đời của mình nói lên. Ví dụ như mẹ ruột mà đánh con như thế này thế khác, cách hành hạ con mình như thế này thế khác, thì vẫn được nói lên đó, nói lên trong cái bài học của mình để thấy được cái mặt trái và mặt phải của một cuộc sống có đạo đức hay vô đạo đức, cái bài học nó mới linh động. Cho nên thầy nói thầy không mở lớp thôi, mà thầy mở lớp thì chắc chắn là người ta học nhiều lắm, bởi vì nó quá tuyệt vời, học rồi ai thấy cái đạo đức nó quá hay. Là thầy vậy, thầy cho con hỏi thêm là con ở trên trạm xá thì con biết là khi mình thọ trai thì mình phải trước khi cúng dường và phát tay xong rồi mình lại cúng khí thịt đó thầy. Vậy là mình có cúng khí thịt không thầy? Bởi vì thầy nói là không có cô hồn không có gì hết. Sự thật ra ở đây thì mình không có khí thịt con,
không có đi được. Bởi vì chính cái đó là một cái tưởng của người ta, có những cái linh hồn, có những cái quan hồn, thí thực cho cô hồn các đảng là những cái vong linh người ta chết qua cái tiểu, không hiểu không? Là mình thí thực, mình bố thí cho họ. Và tại vì người ta tưởng chứ, con người ta theo nghiệp mà tái sanh làm sao có những cái quan hồn đó. Nhưng mà người ta thấy có là tại vì bây giờ quỷ chùa hoặc những cái quan hồn đó gõ chuông gõ mõ, tại tưởng của mấy người làm chứ ai mà làm, mấy người tin. Ở đây không có cái chuyện đó đâu. Cái người đó khác là cái người đó là ngã quỷ. Ở đây là cái trạng thái trong quay, cho nên tất cả mọi cái này đều sai không đúng. Hỏi có thí thực không? Ở đây chỉ là mình nhớ ơn người mà nông dân người ta làm ra cơm cho mình ăn, mình nhớ ơn, mình ước nguyện sao họ cũng đủ duyên để họ được Phật Phật Pháp, họ được tu hành như mình. Mình chỉ ước nguyện họ thôi. Hôm nay bữa cơm này chúng con xin thành kính dâng lên mười phương Phật, tức là mình mười phương Phật để nhớ được cái công ơn của Phật dạy cho mình những pháp tu hành, nhớ những cái công ơn của những người mà làm ra của để cúng dường cho mình hôm nay được cái bữa cơm ăn như thế này, mình nhớ ơn thôi, đủ rồi, chứ không có cúng ai hết. Bởi vì có ai linh hồn đâu ăn cơm, mà bây giờ có linh hồn làm sao có linh hồn ăn cơm. Còn thấy mình có thân thì mình mới ăn cái thực phẩm này để nuôi cái thân, còn cái linh hồn nó có thân đâu mà nó ăn mà nó nuôi, thì vậy nó ăn cái gì để nuôi cái linh hồn nữa chứ. Vậy không có. Vậy là từ nãy giờ thì con thí thực là không có kết quả gì hết. Không có kết quả gì. Như là làm cái chuyện mà làm chuyện mất công, không có kết quả, không có gì hết. Nghĩa là làm chuyện mê tín, làm chuyện không có thật. Thấy không? Thầy, tụi con cắt đi ông bệnh bác thì thất thật, con thí thất thật thì... Thì mấy con sẽ có cái bài mà mình đến thất thực, mình ước nguyện cho cái bữa cơm của mình, những người mà cúng dường mình gặp được chánh Phật Pháp để tu hành, gặp được những cái pháp đạo đức không làm khổ mình khổ người, mong cho họ cũng được như mình, bởi vì mình thọ cái bữa cơm họ, mình mang ơn họ, thì mình được tu tập, được giải thoát như thế này, thì mình mong họ cũng được như vậy. Đó là cái ước nguyện của mình thôi. Mình đến đó mình nhận cơm thì đó là mình ước nguyện trong đó, chứ không phải là mình cầu khẩn cái gì cho họ được hết, mà mình chỉ ước nguyện mong cho họ cũng được như mình. Cái sự ước nguyện của họ và mình thọ thực cái phần cơm mà họ cúng dường cho mình á, thì một ngày nào đó họ cũng sẽ được như mình mong vậy mà. Đó là cái điều tốt. Bởi vì trong cái nghi thức mà thọ thai ấy, nó có dạy đủ rồi. Thì đã biết thành cái nghi thức thọ thai, nó không thành cái mê tín. Chứ còn thành cái mê tín thì mấy con cúng rồi. Thôi ơi, phải học cái nghi thức thọ thai của tu viện Thiên Như rồi. Thôi được nào thì nó làm nghi thức chung của các cái thiền viện. Thành ra nó có cái hình dạng mê tín. Cúng rồi còn lấy cơm rồi còn này kia để mà cúng chim đại bàng rồi nữa. Thầy, rồi có những trường hợp có những người cũng có tu tập rồi, nhưng mà người ta nói ta cũng mở mắt ra bình thường chứ không phải là nhắm mắt lại đi du định hay gì hết. Rồi người ta vẫn cứ thấy các cái bông trước mắt người lại rất là tỉnh táo. Thì tưởng phóng. Thầy nói là tưởng. Tưởng. Dạ, thì con cũng nghĩ là tưởng, nhưng có những lúc mà khi mà họ sân giận lên thì họ nói tiếng mà mình biết lạ thì cái đó là tưởng hay tà? Cũng là tưởng không rồi con, tà không à. Bởi vì nói tiếng gì mà nghe mình nghe họ trăm thôi, tiếng gì cũng biết, nhưng mà điều kiện là họ bị tin tưởng hết. Mấy ông này phát ra âm thanh đó là bị tin tưởng. Nó không đúng đâu. Bởi vì họ thoát ra cái gì là mình biết. Cái gì bình thường như mọi mình như thế này thì nó là ý thức. Mà cái gì lạ lạ là mấy người bị tưởng hết rồi. Ở trong cuộc đời này, ở trong thân con người thì nó có cái ý thức, có cái sáu cái thức, cái thức mắt tai mũi miệng thân ý của mình là sáu cái thức. Mà hoàn toàn ngoài cái sáu cái thức này thì còn thêm là cái tưởng thức. Thế còn cái thức thức thì mấy con chưa tu tới tâm minh thì mấy con không sử dụng được nó đâu. Bây giờ mấy con có sử dụng được hai cái này. Một cái tâm của mấy con là sáu thức và một cái tưởng thức thôi, tức là cái sắc thức với cái tưởng thức. Ban ngày mấy con nói chuyện thì mấy con ý này kia, mà ban đêm mấy con ngủ chiêm bao là cái tưởng thức. Đây là thầy nói về chiêm bao. Chứ một người mà đang nói chuyện vậy đó mà họ vẫn dùng tưởng được đó. Nó như cô biết hàng của dùng tưởng được, cũng nói chuyện với mấy người đàng hoàng mà cô chỉ với này cô làm đó có bộ xương như này đào lên đi. Thấy nó cũng dùng cả hai cái, cô dùng được một lượt mà đâu cần phải cô ngủ sao. Một người lên đồng nhập cố họ ngáp ngáp cái họ nói cái chuyện gì nghe cũng trúng đó, thì đó là họ dùng tưởng. Con hiểu chưa? Còn con bây giờ con khéo con tu thì con ngồi để con cũng mở mắt vậy. Nhưng mà con mắt mà ý thức của con mắt á, cái nhãn thức mà để mà biết á thì nó không còn thấy nữa. Mà nó thay thế vào cái tưởng, cho nên gì thấy cái lạ lùng. Cũng con mắt này thấy,
mà lại thấy cái lạ lùng. Tới bây giờ thấy ông Phật hoặc là thấy một cái hình, cái bóng ma, hoặc là thấy cái linh hồn nào đi qua, đó là điều là tưởng đó. Tưởng nó nhanh lắm, nó dẫn ý thức khiến chúng ta hoàn toàn. Nhưng mà vừa cái này vừa dừng thì cái này nó ra, nó làm việc rồi. À, con ngó lùm lùm mà nghe cái ý thức con nó không khởi vọng tưởng nữa thì coi chừng nó tới á. Cái tưởng mà khi, bởi vì mình tu mà không, mình tu mà cái tâm tham si mình nó chưa hết mà nó có cái hiện tượng gì nó xảy ra, mắt này thấy, tai này nghe, coi chừng nó là tưởng làm việc á. Nó rất nguy hiểm chứ, bởi vì tu sai là mình lọt vô, mình không biết, mình tưởng là mình tu đúng, không ngờ là mình đã rớt trong thế giới ma rồi, thế giới tưởng. Cho nên có thầy nói nhắc chứ còn cỡ của thầy chắc chắn là thiên hạ loạn thần kinh hết rồi. Tôi một thời gian sau là bị bệnh đó không, thần kinh đó. Bởi vì nó tẩu hỏa nhập ma là phải chứ sao. Nó chưa tới cái mức mà có thể mình loạn thần kinh như vậy, chứ mà tới mức rồi thì tẩu hỏa nhập ma. Nói những cái chuyện gì không ai cần, không ai biết nữa. Mà chính người đó người ta thấy, người ta đâu có thấy người ta điên đâu, người ta thấy cái hiện tượng đó rõ mà. Cũng như trước mặt thầy không thấy cái bông mà thầy ngồi thầy cũng thấy, mà mấy con không thấy mà thầy thấy, thì rõ ràng là thầy khác mấy con rồi. Cái mắt của thầy cũng con mắt thấy, nhưng mà thầy mấy con lại cũng con mắt thấy như vậy, mà hai ba bốn người không giống thầy mà thầy lại thấy khác, thì cái đó là con mắt nó thấy tưởng, tưởng nó thấy, nó sử dụng con mắt tưởng. Thôi bây giờ thầy nói vậy để mấy con biết, tu thì phải chọn lấy một vị thầy tu chứng. Mà chứng cái gì? Chứng không phải nghĩa chứng thần thông thế ta, mà chứng là làm chủ bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Người nào mà làm chủ được bốn chỗ này thì được, mà người đó phải sống một đời sống giới luật thì người đó mới làm chủ được, chứ còn sống mà phạm giới phá giới thì không làm chủ được. Vì sống phạm giới phá giới là tâm chưa ly dục đeo, giới luật của Phật là giới ly dục đeo. Như người ăn ngày bữa thì làm sao người ta không ly dục đeo, ly cái ăn. Chứ còn bây giờ còn đói còn khát còn muốn ăn thì bây giờ dù cố gắng ép mình nhưng mà tâm mình còn thèm ăn là mình chưa ly dục. Thật sự là trong cái ý của chúng ta, ý thức thực mà, ý của chúng ta nó thực, nó muốn cái đó, nó muốn cái bánh nó ngon quá, nó chưa ăn, chứ sự thật là cái ý nó đã ăn rồi, nó phạm giới rồi. Cho nên nó thanh tịnh, nó phải thanh tịnh từ trong ý, cho nên cái thân chúng ta không phải. Mới đầu mình tắt ý để mình dụ như không ăn. Đó, 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 mình tắt ý hết rồi. Còn. Ví dụ như bên, rồi bắt đầu nó quen rồi, cái nó hết, nó sẽ thanh tịnh giới rồi. Nó lần lượt mình tập từ từ cái chỗ đó là cái pháp tắt ý mà. Đức Phật bảo mình có như lý tác ý là hoặc chưa sanh sẽ không sanh, mà đã sanh thì bị gì á. Bây giờ đã sanh muốn ăn, dừng lại, không có được ăn phi thời. Mình nói vậy cái nó không dám ăn, mà nó không dám ăn 3 ngày nó sao đó, nó tới đó nó không thèm ăn được. Con hiểu cái ý nó mạnh lắm, nó giúp cho mình làm chủ, mình phải lấy cái ý thức của mình làm chủ. Thôi bây giờ thì thăm mấy con, thầy về, ráng cố gắng con ở đây giữ giới con, xong rồi thầy sẽ tiếp cho con tu tập. Chào mấy con.